Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Và tôi đói Under the Hood. Quên, 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 quên. Chắc giữ Minh Lai lại xíu nè. Minh ơi, kéo đồng bọn lên thi với cái tâm trạng như thế nào nè? Em rất là vui. Có thể thấy được như vậy. Và trong mắt em, Lil Grace là một người phụ nữ như thế nào? Ngay từ lúc em biết Lil Grace đây là một ngôi sao, đó là điều chắc chắn. Còn với Lil Grace thì anh Minh là người như thế nào? Anh Minh Lai chính là một người làm cho em cảm thấy yêu hip hop và cái ý nghĩa khi mà em làm nhạc rap. Cảm ơn hai bạn. Và đó là những cái cảm hứng khi mà chúng ta gặp đúng người á, để họ truyền cho mình cái năng lượng tốt đẹp và nó mở ra cho mình một cái góc nhìn mới để mình có thể dấn thân cùng cháy với nó. Và chúc cho hai em sẽ luôn luôn có được những mối liên kết nó thật là tốt đẹp để mình tiếp tục truyền cho nhau những cái năng lượng tích cực. Em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn Minh Lai và tổ đội của bạn. Cảm ơn bạn.
Bây giờ mình nói một chút về cô gái nhỏ xíu mà năng lượng tràn đầy này. Chắc mời Su trước đi ha. Trời ơi, giờ cái tóc là thấy ngon lành rồi. Đúng không? Tất cả những cái gì về em thì chị Su lúc nào cũng ủng hộ. Một cái giọng nó rất là đặc biệt và một cái tính cách cũng rất là đặc biệt. Những cái tình cảm của em đối với những người xung quanh truyền cho mọi người một cái lửa. Đứng ở trên đây cũng cảm thấy được điều đó, cho nên là yeah, Lil Grace. Dạ, em cảm ơn chị Su. Em yêu chị Su một lần nữa. Anh hỏi Lil Grace, thường trong nhạc của em muốn truyền đi cái thông điệp gì trong cuộc sống này? Thường là em sẽ truyền đi sự thật, tại vì bất kể nó là cảm xúc hay nó là về cái mặt không cần biết nó là tích cực hay là tiêu cực, nhưng mà trước mắt mình phải tôn trọng cái sự thật. Dạ trước, đúng rồi. Không? Em muốn cho mọi người thấy là ok, sự thật nó là vậy đó, một cách thật là tự nhiên và vui vẻ nhất có thể. Tại suy cho cùng thì em cũng chỉ muốn mang cái năng lượng vui vẻ tích cực tới mọi người khi mọi người nghe cái ca khúc của em thôi. Mà thật ra bây giờ tác phẩm là phải chân thực. Một cái tác phẩm mà mình không có cái tính chân thực thì nó không thể nào đến tận sâu bên trong trái tim của người ta được. Rõ ràng là như thế. Anh Thái nghĩ sao về cái cô học trò này? I just want to say thank you, Grace. You're keeping the culture alive. You're doing real life music and you know, Hawada, mình message each other. And she said that I inspire her. Yeah, you know what I'm saying? Rồi. Now you inspire me. So thank you. Just like anh Ken Watcha, you know, I stand behind you and support you. I'm here. Anh cảm ơn Thái. Cho em chia sẻ một chút. Anh Thái chính là người truyền cảm hứng cho tụi em ở trong cái bài thi này. Em đã tới gặp Laria và Paradise, là hai producer của Under the Hood. Tụi em đã ngồi lại với nhau và nghĩ ngay tới cái chuyện là phải có tinh thần của anh Thái. Vì đây là hip hop, đây là rap Việt. Thank you. Rất là vui khi mà thấy những người học trò luôn luôn dành sự ngưỡng mộ và tôn trọng tuyệt đối cho huấn luyện viên của mình. Và đó là một cái tinh thần tôn sư trọng đạo mà rất là đáng để chúng ta học hỏi theo. Anh Thái, xin lỗi anh là tại vì em cũng không có nghe nhạc rap nhiều, cho nên là trước khi đến với chương trình thì em cũng không biết anh là ai. Yeah. Biết được anh là huấn luyện viên của chương trình thì em mới bắt đầu lên mạng, em theo dõi những cái gì anh làm để em hiểu hơn về anh. Thì em thấy là người ta có thể nhận ra được anh là một người sống tình cảm và vì anh em, vì những cái người thân xung quanh của anh. Cho nên chỉ xuất hiện có vài tập đầu tiên của Rap Việt thôi, anh thấy ở dưới cái comments người ta cũng có nói rất là nhiều về anh. Người ta rất là quý cái tinh thần và cái cách anh thương các bạn thí sinh trong đội của mình. Và ở đây rất là nhiều người cũng đã từng chịu ảnh hưởng bởi âm nhạc của anh Thái. Cho nên một lần nữa chúng ta hãy shout out for Thái Việt G. Thank you. Means a lot, thank you. Cảm ơn anh trai. B-Ray, em thấy bài này được không? Quá là được luôn anh Thành ơi. Lil Grace, khi mà em nói là em yêu hip hop thì anh nghĩ qua cái bài nhạc này mọi người đều thấy là hip hop nó cũng rất là yêu em ấy. Và anh thấy rất là inspire từ em. Dạ, em cảm ơn B-Ray. Cho em xin được cảm ơn một điều nữa. Anh ngồi đây anh hơi bị bất ngờ ấy về cái việc em pay homage tới anh Young H ở trong bài nhạc. Và anh... Dạ, cho em chia sẻ một chút. Em có đem một số cái chất liệu mà em nghĩ là anh V-Ray sẽ viết. Đó là Wasabi và anh V-Ray và anh Young H là một trong những cái yếu tố tạo nên em ở bây giờ. Em đã nghe nhạc của hai anh rất là nhiều. Âm thanh tuổi thơ của em. Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em. Cảm ơn Bill Ray. Mời Andre. Với Lil Grace thì khi anh gặp em là anh thấy em tỏa ra là toàn là hip hop với rap thôi. Như kiểu rap hip hop nó văn hóa trong cuộc sống của em Minh Lai. Khi mà em tỏa sáng nhất trên sân khấu thì em cũng đem là Under the Hood lên để em shout out. Anh rất là respect cái tinh thần đấy. Còn cái bài nhạc của em thì không có gì để bàn á. Em lên em trình diễn giống như đây là cái live show của em ấy. Anh liên tưởng đến một người đó là Missy Elliott. Cảm ơn Andre. Yeah, chúc mừng em. Mời Big. Cái sai lầm của anh trong ngày hôm nay là anh không đeo kính. Tại vì em sáng quá anh chói cả mắt. Tại vì em sáng quá anh chói cả mắt. Yeah, cảm ơn anh Bích. Anh quá là thích bài hát này. Cái bài này của em ấy có thể chia ra làm tầm khoảng 3-4 bài. Nó vẫn có cái độ catchy. Tại vì mỗi một phân đoạn của em nó đều có thể làm thành một cái hook của một bài hát khác luôn. Lúc đầu thì anh nghĩ là anh sẽ vote cho thí sinh của anh đấy. Nhưng mà anh xem xong cái tiết mục này thì chắc chắn là anh sẽ vote cho em. Cảm ơn anh. Yêu thương quá rồi. Rick, sao em? Với em, Lil Grey, anh không biết là tuổi nghề của em là bao lâu, nhưng mà em lên sân khấu thì em quá chuyên nghiệp và những cái gì em làm nó rất là đồng nhất với con người bên ngoài của em khi mà anh được ngồi chứng kiến em làm việc. Đã rất lâu rồi em không được thấy một nữ rapper nào có cái thái độ làm việc chuyên nghiệp như vậy. Có thể những lý do đó mà anh nghĩ em sinh ra là một ngôi sao. Em cảm ơn anh Rick rất nhiều.
ti. Em thấy sao? Cái sự chuyên nghiệp và những thứ em làm được ấy thì mọi người cũng đã được nhìn cái khía cạnh đấy rồi. Anh thì xin được khẳng định cái đấy thêm một lần nữa bằng cái góc nhìn của anh. Như mấy vòng vừa rồi có rất là nhiều xung đột đến với bạn và cả Minh Lai nữa. Nhưng cái duy nhất em trao lại cho mọi người đấy chính là cái sự cố gắng của em để trả lời bằng âm nhạc, bằng những gì mà bọn em mang đến và truyền cảm hứng cho mọi người. Đó là những cái mà chúng ta nên học hỏi từ những người nhỏ bé như này. Cảm ơn Justin Ti. Em cảm ơn anh Ti nhiều. Có một cái câu người ta nói là nếu người tặng ta thương đau thì ta nên tặng lại người bao dung. Lúc đó là cái ngày đẹp nhất, đúng không? Cho em chia sẻ một chút là bên cạnh những cái chuyện tiêu cực thì tụi em luôn luôn nhận được những cái tình cảm rất là nhiều của tất cả các bạn. Và em không thể nào mà em có thể tưởng tượng được luôn, chứ không phải chỉ là những cái điều toxic đâu anh Ti. Cho nên em đón nhận mọi thứ và không có gì quá nặng nề đối với tụi em trước sau vẫn là như vậy. Dạ. Dạ. Cái thái độ này rất là nhiều người nên nhìn vào bạn ý để có được cái hành trang đối với con đường làm nghệ thuật. Rất nhiều người ở đây cũng đã từng như vậy để khẳng định là chúng ta đang là một người nghệ sĩ làm nghề có tâm và luôn luôn tập trung cho nghề của mình. Chỉ cần thế thôi. Dạ. Yeah. Dĩ nhiên trong cuộc sống sẽ có người thích mình, có người không thích mình. Nhưng những cái lời nói nếu mà người ta đóng góp cho mình mà thật sự là mình dở hay là mình làm sai, người ta muốn nói để mình thay đổi, để mình tốt hơn thì chúng ta nên thay đổi. Còn nếu mà có những cái lời nói mình có cảm giác giống như là đó không phải là dành cho mình thì thôi mình đọc cho vui, gói ghém cái cảm xúc đó lại để dành thời gian cho những người người ta đang thật sự quan tâm đến mình nhiều hơn. Và những người đó mới thật sự là những người mà chúng ta nên phục vụ để trả lại cho họ cái sự yêu thương đó. Bởi vì cuộc sống này rất ngắn ngủi, cho nên hãy dành thời gian cho những người thật sự muốn quan tâm đến nhau. Chuẩn đẹp. Cái đó là cái điều mà tôi nghĩ là qua câu chuyện của Lil Grace chúng ta cũng thấy ít nhiều. Dạ, chưa, để em nói này nha. Mời em. Dạ, đây là dòng cuối rồi là nên em rất là muốn nói nhiều lời cảm ơn của em đến với Thái Việt Chi. Em thấy em rất may mắn khi mà em có anh ở đây là một điều em không bao giờ nghĩ là nó thành hiện thực. Thank you. Yeah, em rất là cảm ơn các chị em Pussy Pow đã dành rất là nhiều thời gian tập cho em những cái bước nhảy. Rap Việt là cái nơi. Even if you never flown before, you can take a chance and try once more. You got it, Grace. Come on, Grace. You got it. Your worries weigh you down, down, down. You can still take flight. Rap Việt là cái sân khấu đầu tiên mà em được trình diễn vừa rap vừa nhảy như vậy. Và nó đã làm cho em thấy là em có thể làm được những chuyện mà em không nghĩ là em làm được trước đó. Và yeah, không có yeah. Má em lúc nào coi tivi xong cũng nói em tại sao không biết nói biết ơn mọi người. Bây giờ em sẽ nói cái này, mọi người đừng có cắt của em, để cho má em biết là em có nói. Em biết ơn mọi người rất nhiều đã cho em cơ hội đứng ở đây. Tất cả các huấn luyện viên, ban giám khảo, ekip chương trình, anh Trấn Thành. Cảm ơn em. Anh em ở The Hood for sure. Em biết ơn tất cả mọi người. Mẹ ơi mẹ, em nó cảm ơn hết chương trình rồi. Các bạn fan rất là yêu quý tụi mình. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Ok, chắc chắn là mẹ em sẽ rất là tự hào về em. Cái tài năng của em nó sẽ còn vươn xa hơn nữa. Chặng đường phía trước của em còn rất là dài, cho nên cố gắng lên nha. Chứ có bình chọn nào. Dạ, mọi người ơi, mình luôn luôn tin vào niềm tin và sự kết nối. Mình nghĩ là mọi người chắc chắn sẽ bình chọn cho mình số 05, số của sự kết nối nha mọi người ơi. Lil Grace from Under the Hood, mã số 05. Lil Grace. Cảm ơn mọi người rất nhiều. I've been
cơ hội sở hữu vé Rap Việt All Star Concert 2023 miễn phí duy nhất trên sự ứng dụng giải trí Vion.